tiếp theo không ạ? Cái đèn đấy là cái đèn nó chỉ làm cho mình hạn chế tốc độ thôi, chứ nó không phải là đèn dừng đâu. Chỉ đèn báo hiệu đây, cái dốc đây này là cái đầu này, đầu đinh này. Nên ngày xưa thủy điện chuyên gia thủy điện đã ở nhiều. Máy xanh này, đã bảo là đi đâu chỉ nhớ điện máy xanh đấy mà. Điện máy xanh chỗ nào cũng có điện máy xanh. Em đang đứng ở điện máy xanh. Em đứng điện máy xanh mà chưa có em ở điện máy xanh nào. Thế bây giờ mình sẽ đỡ đầu đâu? Đâu đây? Điện máy xanh luôn cho nó dễ nhớ nhá. Vâng. Nên điện máy xanh. Đứng nhá. Để chờ. Bên trong đây là nhà máy hóa chất này, nhà máy giấy máy bằng. Đi ra phải này. Sư cũng vào rồi mà cái khu vực này nó có mùi. Khi cái nhà máy nó hoạt động nó có mùi. Có mùi của giấy. Mùi hôi. Mùi giấy. Phải chịu. À giấy vẽ bằng cái sông. Rất là ảnh hưởng đến sức khỏe. Ôi đừng nấu cẩm đi con tôi. Bây giờ cũng đây thì mình sẽ di chuyển với tốc độ 1 km 10 giờ thì họ sẽ không kêu đâu. Mình thấy nó chạy chạy mà. À. Bạn ấy sẽ chờ mình ở đây chưa? Mình chờ đúng là cái cửa không. Tôi mua điện máy màu đỏ cơ. Màu xanh không mua. Đây mình đỗ cái cột điện này. À, mình đỗ luôn đây cho nó mát. Và điện máy xanh nhá, nhắn tin đi. Em lại ở điện máy xanh. Bánh xèo em bộ. Nó dừng lấy rồi. Nó gì cái nhìn thấy cái bánh xèo có lá cờ. Nó đẹp. Thôi, nó không đưa tiền nữa. Vui cho nó mát. Em đứng ở chỗ điện máy xanh ý. Máy xanh đi lên một tí. À. Anh vòng lên đi nhá. Quay lại. Bạn ấy đi lên, lên vẫn chỉ đường. Vẫn bảo là đi đi qua. Mong cái định hướng là phải chỉ cố gắng. Tôi bị tự hào đến mấy lần. Mình đứng đây mình phải nhắm mắt lại. Còn chỉ nhớ được mỗi cái đầu ngõ cho cửa vào thôi. Thế còn không thì đã chịu. Nhưng mà bông sẽ giỏi khác. Giỏi gì? Tức là mình yếu cái này thì mình giỏi khác. Không vấn đề gì. Đúng đây. Cái khó nhất là làm người bình thường đấy bố ạ. Khó nhất là người bình thường. Làm người bình thường là khó nhất. Làm người bình thường là khó nhất.
bất thường. Nguy hiểm lắm. Mọi thứ đều bình thường. Hay là khi mọi thứ đều bình thường nó thành bất thường. Bình thường. Kiểu như là không ai bỏ lại phía sau. Sau ai mới được chứ. Sau cái Mercedes thì còn lâu. Đây rồi. À đây rồi. Quay lại hả? Vâng, quay lại chỗ vòng chuyến rẽ ở bên trong này. Rẽ trái vào cái phía nhà máy giấy gì. Ok ok. Tao biết rồi. Bạn sẽ còn chỉ đi sang chỗ để xe. Ừ. Vốn đi chỗ này nó hơi bé để mà quay. Xe mình nó dài quá. Mình không tiến lên đây chứ mình. Thế là mình lại phải. Thôi mình quay ở chỗ này là sẽ quay một phát đường luôn đúng không? À đúng rồi. Nhưng mà bà con họ cũng tốt. Bây giờ với mình. Được rồi. Rẽ trái. Mình biết rồi, đến nhà máy giấy về bạn. Chui vào nhà máy giấy rồi. Mình nghĩ chỗ nào cần rẽ trái thì mình nghĩ rẽ phải. Thì cứ nói luôn là đến chỗ nhà máy giấy thì mình biết đấy. Chú bảo là bạn ấy không biết được là bố biết đến đoạn nào. À, chỉ từ đâu. Được cái bàn. Khi bạn đi xe này với lại trông anh giống bố. Các bạn nghĩ hiền lành nhỉ? Các bạn thì khéo hơn. Ừ, chúc mừng nhé. Chúc mừng nhé. Cái đường này đi thẳng là lao thẳng vào nhà máy giấy với bạn. Chắc là sắp xảy ra phải là khách sạn. Cái xe kia đấy hả, mới mua đấy ạ? Không, xe khác. Xe này thì cuộc đời bông đã bình yên. Xe kia nó cao to ngồi sau nó khó.